coi vậy hả? Trời ơi, vô luôn nha. Này là nấu để ăn mừng bữa nay mình thắng kiện hay gì anh Kiệt? Ừ. Ăn mừng trong xã. Đó, bữa nay chị Nhi với anh Kiệt. Trời ơi. Này gì hả? Trời, quýt luôn đó hả? Cái gì quýt cũng xào nữa hả? Trời ơi. Ờ. Đây là cả nhà. Trời ơi, cho muốn hả? Trời ơi trời, mày cầm lời mày đãi cho mấy con ma. Cái này là xào bữa nay ăn mừng nè, hai chồng ăn mừng chứ không? Ừ. Biết thì chị Nhi ơi, anh đang làm món ăn mừng nè. Cái món này kêu gọi là món gì anh? Tà lạt được. Cái này ít nước chứ hồi nó khét không kìa. Ê chắc. Trời ơi, vô luôn, vô luôn. Được đúng không? Đó, đá luôn chạy. Cái phít này thấy quen quen ta. Phít này nãy bay nè. Thầy đâu chuyện luôn. Rồi nêm được một ngọt gì chưa? Không, không nêm hả? Ừ. Bây giờ sao nó chín được không? Kẹt rau rồi khô gan sao nó chín? Ừ. Chín thật. À. Cái này hồi đó anh đi qua bên nước ngoài học nấu ăn hay là ở đâu anh Kiệt? Học lấy. Trời ơi, dữ vậy. Cái này chắc truyền thừa bên Ấn rồi. Rồi gầm lá đậu. Thấy cái trái gì xanh xanh trống này anh kìa. Cái này hả? Cái trống bọc đó. Cốp á. Có cái hũ hoa hay gì đó. Ừ. Trời ơi. Trời đã ta. Bữa nay nấu cái món gì ngộ anh Kiệt? Tà la tà lưa. Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Vậy sao chín? Sao chín hả? Ngon rồi. Ui. Món lạ nha. Lần đầu tiên thấy luôn. Ôi là trời. Cái món này thập cẩm nè. Ừ. Món này, anh gọi là món gì anh kìa? Tà la tà lưa. À. Tà la tà lưa ha. Quá cứ Kiệt nấu. Ta ăn cái đó xong ta đi được luôn á. Ờ, ừ. À, vậy là mấy món này nhờ anh Kiệt nấu mà chị Nhi bây giờ đi đứng khỏe luôn ha. Ừ. Còn ở ngoài là nữa đồ đồ đó là mình để vô sao hay sao? Vô luôn hả? Con đó có gì vậy? Ồ, hải sản luôn. Cảm ơn Kiệt. Thôi. Ăn học ngon. Cái này là nấu là ăn mừng hai chồng rồi chiến thắng hôm nay hay sao? Ừ. Kìa, kêu vợ vô coi coi anh nấu ngon không kìa. Đây. Vô coi anh Kiệt nấu sao chị Nhi? Nêm nếm gì chưa? Ừ. Hỏi nêm. Hỏi nêm mà. Hỏi nêm luôn hả? Bắt cái ba con chuột cái đợi đây coi. Anh phải ăn là mấy món nhiều món trộn chung vậy đó anh Kiệt. Ngộ ta. Này thiếu chuột. Thiếu con chuột hả? Này thiếu chuột. Anh nói cho mình thêm mắm dặm muối xíu đi anh. Mình hấp thử coi nó sao. Ừ. Nêm mới vừa ăn chưa? Nêm mới vừa ăn không chứ. Thợ nấu khỏi nêm hả? Ừ. Khỏi nêm. Nấu rồi siêu sao ta. Mình phải nêm thử miếng coi nó vừa. Gì nữa rồi? Thêm nữa hả? Tông. Ôi ơi. Ê ê. Hàng chín chưa? Hàng chín chưa? Hàng chín rồi. Hàng chín hả? Nêm mà, nêm mà. Dạ, cái đó là cái gì anh Kiệt? Cơ mẻ. Ừ, vô luôn hả? Vô luôn hả? Ôi, xào cái mẻ. Trời, 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 trời. Muỗng gì luôn á hả? Tôi thấy cái mùi nghe cũng đã lắm rồi nghe. Cứ cái nồi về cả nhà ơi. Cái này quay cận cảnh nồi hả? Thấy cũng thơm dữ ta. Mày không biết ăn sao nha. Chung là do anh Kiệt cảnh nấu thì mấy anh em cũng không có góp ý được tại để cho anh thoải mái. Tại vì hàng ngày anh nấu anh ăn quen rồi. Một muỗng chưa đủ nữa vậy định quốc thêm nữa hả? Rồi. Bốc mùi cơm mẻ lên này. Nó này chắc nêm gì vô nữa. Trời rồi 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 rồi. Gì đây? Cơm, cơm. Ờ, múc cơm để vô đó làm gì anh Kiệt? À, để làm cơm mẻ lại. Phải không Kiệt? Ừ, lấy cho thằng. À. Trời, thấy chồng tôi nấu là tôi cũng muốn ăn được rồi. Sao chị Nhi cũng. Thôi chị Nhi. Đừng có cho tao ăn nha. Món này ngon anh Kiệt.
ngô lắm. Chị Nhi là không ăn món này hả chị Nhi? Không. Sao mà anh nấu rồi chị Nhi không ăn anh kìa? Ai biết đâu, thiên chuột. Cái món này bữa nay là chị Nhi không dám ăn hay sao chị Nhi? Không dám ăn. Thôi hiếu chuột sao ăn. Có chuột gì vậy? Thì cái món này mình một anh Kiệt ăn khi nào mới hết anh Kiệt? Ngoài cái món này ra rồi anh có nấu được món nào nữa không Kiệt? Kể mấy anh em nghe vài món thôi. Thua. Thua hả? Thua. Dạ, dạ. Định đem nó vô luôn hả vậy? Buông tay chưa? Vô luôn. Ôi trời ơi. Nước mắm. Thôi khóc bà chả. Chà là kho mắm ông ơi. Kiếm gì nữa. Em thấy là cái nồi này cũng gần đầy rồi anh chị coi. Thôi anh chị ơi, đừng để cho nữa. Không ăn nhiêu đây thôi chứ chị Nhi đâu có ăn. Bà nói nấu không, bà không ăn kìa. Món của ông Kiệt nấu chắc mình không ăn quá à. Nấu xong có ăn không anh chị? Không. Sao kỳ nấu xong không ăn hả? Thiếu chuột lấy dặn. Để có chuột để vô ăn luôn. Tay nghề mà làm nấu nướng này kia của anh Kiệt là cũng thượng thừa đó chứ. Anh này anh bái sư ở đâu anh Kiệt? Bên nước ngoài á. Thầy nói còn thiếu chuột, con chuột cho đây. Rồi thí dụ có ai là đây mà xin học nghề anh dạy không? Không. Là truyền chỉ của mình anh thôi ha. Ừ. Mô Phật à. Ông thầy cũng nói á, là chuột cày quá, ông không truyền. Ông nói bắt chuột ở đây là nấu, nó ngon. Coi như anh Kiệt là nấu một cái món ăn là ít gì cũng phải sẽ có 7-8 món cộng lại ha. Rồi rồi, chín là anh Kiệt. Rồi múc ăn đi anh Kiệt. Cái nguyên liệu mà đã anh Kiệt mà làm ra cái món này rất là nhiều. Nấu rồi không ăn hả? Thật là món kia chưa đủ nữa, giờ thêm hến nữa hả? Này món này để riêng cho tao. Sao không ăn kìa, ông Kiệt cũng làm kìa. Không, cảm ơn. Tỏ tốn chị Nhi. Cái món này của anh Kiệt là chị đánh giá cho chị Nhi sao không? Đẹp chị Nhi. Chị là không nói lên lời luôn rồi. Luôn hả? Chắc tay bị đuổi luôn. Chị Nhi tính làm món gì vậy chị Nhi? Quài cá lạc. Chào hến hả? Quài áo không? Kẹt cửa đây, chảo cho Nhi xoan hến tiền kìa ơi. Cửa xe mới chảo đừng lên mà. Ừ không bà này đó.